Chào cả nhà, hôm nay có một chú đưa thư đã mang đến cho tớ bưu kiện nặng lắm á. Cùng xem có gì bên trong nhá. Được rồi, tớ đang tháo dây ra nè. Ok mọi người, chắc các bạn muốn tớ mở ra lắm rồi nhờ. Wow, nhìn này mọi người, đẹp quá. Nhiều màu sắc ghê. Crayola Kid Robot series tô màu các sinh vật bao gồm màu tương ứng. Trời ơi, chú cáo này xinh quá. Chúng mình sắp được tô rất là nhiều các bé động vật nhỏ nhỏ này đấy. Wow, bên trong có nhiều hộp thật á. Wow, đẹp quá. Lấy hộp này xem nào. Con nào cũng cưng xỉu á mọi người. Bé này làm tớ nghĩ nhớ Sammy ghê. Và đây có thêm các bạn nhỏ nữa. Bên này trông ngộ quá. Mong là trong hộp sẽ có. Nào, đã đến lúc mở hộp nhỏ xíu của chúng mình rồi. Wow, to ghê. Và một gói nữa. Không biết là gì nhỉ? Chắc là... sắp màu. Chính xác, màu đẹp thật á. Thế còn gói này có gì nhỉ? Để xem ai đang trốn trong này nào. Một chú cá voi nhỏ nè. Cậu bé dễ thương mà trông buồn quá đi. Cậu ấy đang lè lưỡi với chúng mình kìa. Cưng thật đó, tô màu cá voi Cerulean thôi. Hoàn hảo, cá voi nhỏ có một khả năng đặc biệt. Cậu ấy có thể cầm cây sáp màu. Đó, chờ ở đây nhá anh bạn nhỏ. Và đây là hộp tiếp theo. Nào, hãy xem bên trong là con gì nhé mọi người. Lại là túi nè. Wow, hồi hộp quá đi. Ra đây nào. Một chú ốc sên nhỏ. Đến đây với chị nào bé cưng. Em ngầu quá đi. Và cái lưỡi của em ấy cũng thật dài và ngộ nghĩnh nữa. Nhìn hai cái sừng nhỏ xinh nè. Màu đẹp quá. Để xem cưng đi chung với cái màu nào nè. Đây rồi, màu tím. Tím lịm tím xim. Chà, ups, hình như sai cách mất rồi. Có lỗ cho sáp màu này. Nhưng trước khi đặt vào đúng chỗ thì chúng mình cần làm một việc nữa đã. Phải rồi các bạn, cùng tô màu ốc Wisteria nào. Và whoosh. Được rồi, giờ hãy nhét sáp màu vào cái lỗ đặc biệt này. Thế này này, cẩn thận kẻo gãy nha các bạn. Chắc đủ rồi nhở. Giờ thì bò đi ốc sen nhỏ. Ok, trong lúc đợi tớ sẽ chơi. Kéo búa giấy. Siêu lúc nào cậu cũng thắng hết á. Đừng giận mà Sammy. Để chị giúp cưng nhá. Và chúng mình mở hộp tiếp theo nào. Không biết trong này là ai đây ta. Mở ra. Ok. Rồi, lại là những cái túi nhỏ nè. Ai đây nào? Một chú cá voi nữa. Vậy là chúng mình có cặp anh em sinh đôi á. Ok, đợi chút để chị xem sắc màu của em nhé. Vẫn là màu xanh lúc nãy á mọi người. Chị sẽ đặt em bên cạnh anh trai cho đỡ buồn nhé. Đừng buồn mà, chơi với nhau nào. Wow, hấp, nhanh tay và không ăn gian tí nào nhá. Và xong, hộp được mở rồi. Đã đến lúc mở túi ra. Mong là không phải một chú cá voi nữa. Một bé lợn nè. Trông em thật nghịch ngợm với vẻ mặt dữ dằn này. Cái mũ ngầu ghê nè. Ở đây nha, chúng ta sẽ xem tranh của em. Tên của em này là lợn nông trại Hot Magenta. Sắp màu đâu rồi? Đây rồi. Wow, màu hồng tươi quá nè. Giống màu của Sammy á. Tô màu nào bé ơi? Em sẵn sàng chưa heo con? 1, 2, 3. Này anh bạn, hình như em quên cái gì đó. Cầm lấy này, của em đấy. Ở đây nhé bé cưng, ngoan lắm. Được rồi mọi người, lấy hộp này xem thôi. Ai đang đợi chúng mình ở trong đây vậy nhỉ? Các bạn nghĩ sao nè? Biết đâu đó là lợn biển mà tớ muốn nhỉ? Ok, cái túi yêu quý của tớ. Vậy hãy vén màn bí mật thôi. Một chú ếch con. Wow, em cười xinh thật đó, bé ếch. Chị chưa thấy ai cười duyên như em luôn. Tên em là gì vậy?
ếch rừng mưa nhiệt đới. Wow, em xinh thật á. Chúng ta sẽ tô em mới sau nhé. Và giờ cùng mở sắp màu nào. Nhìn nè, giống màu em ếch luôn. Hãy đặt sắp màu vào miệng em ấy. Phải thế này này. Xong. Ở đây nhé bạn nhỏ. Các bạn à, chúng mình quên tô màu em ếch mất rồi. Khoản đã siêu, sao lúc nào cũng là cậu tô màu thế? Để tao làm cho. Nếu cậu muốn thì xin mời này xem. Chào ếch xinh, tụi chị đã thấy em rồi. Chị sẽ đưa tranh cho xem và mang em đến cho anh trai nhá. Chào chú em, cùng ở trong ao thật vui với nhau nhờ. Màu sắc nghệ thuật. Mở hộp khác nè. Nổi trấu nào. Ta-da! Hả, ai đang trốn trong túi đấy nhở? Hãy lộ diện đi. Là một con vật mới. Rồng Shamrock. Tấm hình này hay thế, xem sẽ thích cho xem. Và chúng mình hãy nhìn em rồng kỹ hơn nhé. Em ấy có những chiếc gai tuyệt vời và cái đuôi xinh xắn. Em thật rạng rỡ đó. Không biết có màu gì trong này nhở? Xanh lá chứ còn gì nữa à? Xanh giống mẽ rồng nè. Xanh lá là màu yêu thích của Sam đó các bạn. Cậu ấy sẽ vui lắm cho Sam. Các bạn thích màu gì vậy? Cho chúng tớ biết dưới bình luận liền tay nào. Đợi chị ở đây nha. Wow, tuyệt. Ước gì lần này là lợn biển. Đi mà, đi mà, đi mà, đi mà. Ái chà chà xem nào. Ai đây ta? Người ấy là ai, ai? Một chú rồng nữa đó. Wow, chúng mình có nhiều cặp song sinh quá. Cái này cho Sammy. Còn tớ sẽ mở sáp màu xanh để đặt vào đuôi của rồng. Chào các bạn ơi, tiếp tục nhé. Mong là sẽ có một nhân vật mới toanh. Nào nào, nhanh lên. Đây rồi. Tôi hồi hộp quá cả nhà ơi. Lại đây nào, cướp biển. Một chú cướp biển bạch tuộc nè. À hôi các bạn. Xem tên của em nào. Được rồi, em này có tên dài thật á. Bạch tuộc hùng vĩ của núi tím. À, hết cả hơi. Để xem màu sắc của em là gì nhá. Chắc là tím nhở. Cố lên nào, một chút nữa thôi. Xỉu, tranh tô màu của tớ đâu hết rồi? Ở ngay bên đó kìa Simi, trên kệ á, bên trái, nhìn kỹ vào nào. Ok, tớ sẽ tô hết luôn. Tiếp tục nào, tớ sẽ để bạch tuộc ở đây, ngay giữa này. Hộp tiếp theo đang đến đây. Cùng mở ra để khám phá xem có gì bên trong nào. Đây rồi, mong là một món đồ chơi mới. Bé bạch tuộc hồi nãy nè. Giờ mình có hai anh em bạch tuộc cướp biển luôn. Prum, 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 lên tàu hết đi. Hộp tiếp theo đang đợi chúng mình đó cả nhà. Cậu ấy đùa mình hả? Hình này mình mới tô cơ mà. Chủ có chuyện gì á? Sao đồ chơi giống nhau nhiều thế này? Bình tĩnh nào Semi, để tớ giải thích cho. Nhìn nhá Semi, đồ chơi được đánh dấu là 1/40 là cực hiếm, 1/20 là hiếm, và cuối cùng đồ chơi phổ biến nhất được ghi là 2/20. Ví dụ như bạch tuộc, cá voi của tụi mình nhá. À, tớ hiểu rồi. Các bạn đã hiểu chưa vậy? Nếu bạn muốn tìm ra tất cả các con vật, hãy đăng ký kênh của chúng tớ, like và để tụi tập đập hộp tiếp theo nhá. Cả nhà ơi, không thể tin được luôn á. Chúng mình tìm thấy hamster nè. Một chú hamster cowboy. Nhìn dây thòng lọng của cậu ấy ngầu chưa nè. Cậu ấy được gọi là Burnt Sienna Rancher Hamster. Wow, cái tên hay quá. Và ở đây chúng ta có một cây sáp màu. Đây là màu sô-cô-la sữa. Chắc Sam sẽ thích lắm. Tại cậu ấy thích mọi thứ liên quan tới sô-cô-la mà. Đặt sáp màu vào thòng lọng nè. Hộp tiếp theo đang tới đây. Để xem có gì trong này nè bà con. Tớ vẫn đang đợi lượn biển á. Các bạn à, bạn muốn tìm thấy con vật nào? Cho bọn tớ biết trong phần bình luận nhé. Ta-da! Wow, là một chú hổ. Đây là cho Sam. Tụi mình quan sát kỹ chú mèo hoang này hơn nào.
Wow, nhìn móng vuốt kìa. Và cả cái đuôi xinh xắn nữa. Hãy cùng xem sắc màu em mang tới cho chúng ta nhé. Màu cam, chuẩn như lời Duẩn, y chang màu lông hổ á. Giữ chặt bằng đuôi của em nào, bé ngầu. Tiếp tục nha. Chào các bạn à, thử mở hộp này với chút phép thuật đi. Tên tên. Đây rồi, tớ cực kỳ phấn khích luôn á. Có gì bên trong nhờ? Oh yes, là lợn biển của tớ đó. Chị đã mơ về em lâu lắm rồi đấy. Nhìn xem em có mặt hài chưa này. Oh, cái lưỡi nhỏ xinh ghê. Ok, tên em là gì vậy cậu bé? À ha, lợn biển thôi à. Đơn giản mà đáng yêu ghê. Không biết sắc màu của em là gì ta? Là xám. Giống màu của lợn biển luôn. Của em đây, giữ cẩn thận nha. Ở đây nha. Bạn nghĩ ai đang ngồi trong hộp này nào? Chỉ một chút nữa thôi là chúng mình sẽ biết ngay. Swoosh. Đến gặp chúng tớ đi nào bé con. Là một chú chim nè, wow. Chim Hoàng Yến bồ công anh đó. Tên bé này hay quá. Chắc sắc màu của em cũng là màu vàng nhỉ? Đúng rồi, màu vàng, y như tớ đoán luôn. Ồ, nhìn em cưng quá. Và nhìn cái mũ này. Chim Hoàng Yến sẽ giữ bút bằng móng của mình. Hãy bay đi bé. Được rồi, đỗ ở đây đi. Chào bạn lợn biển nha. Có vẻ chúng mình sắp đến hàng hộp cuối cùng rồi á. Chà chà, không biết tụi mình có tìm được một món hiếm nào nữa không ta. Nãy giờ tụi mình may lắm luôn đó. Rồi để xem. Nào, cái túi này khá là dễ mở đó. Wow, là một chú voi nhỏ. Xem em có cái vòi dài chưa này. Ồ, cái áo dễ thương ghê. Có nơ nữa, nhỏ xíu xíu xíu. Voi razzmatazz. Wow, đã đến lúc xem màu của em rồi nàng ơi. Wow, một màu hồng mâm xôi tươi tắn. Tuyệt vời. Để chị giúp em đặt sáp màu vào vòi nhé. Đây nha. Đáng yêu xỉu luôn. La 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 la. Xin chào các cậu. Ô, hàng cuối rồi. Chú ốc sên này sẽ nhanh hơn em trai của nó nhiều cho xem. Wow, mấy cái hộp này đang bay vào tay tớ ạ. Ai sẽ là bạn nhỏ tiếp theo của chúng mình nhỉ? Biết đâu là một chú chuột siêu hiếm hoặc... Oh yeah, là một đồ chơi hiếm khác nè. Rồi, có vẻ nó đang hát đó. Và màu sáp sẽ thay thế chơi guitar. Tên em là gì vậy? Rơi không gian á. Ồ, hay đấy. Hẳn bút màu của em là đen rồi. Chuẩn luôn. Khoan đã, nhỡ nó là xanh dương thì sao? Để xem nào. À không, ta đúng rồi, là đen. Cầm lấy cái guitar màu của em đi và hãy hát lên nào. Chờ chúng tớ ở đây nhé, cậu chàng lãng mạn. Được rồi, chỉ còn 3 hộp thôi, nhầm bộ nào bộ nấy chịu. Ok cả nhà, tớ sẽ mở hộp này. Không biết là bạn đồ chơi nào nhỉ? Các bạn có hào hứng giống tớ không vậy? Xem nào. Lần này hãy bắt đầu với sắp màu và thử đoán về nhân vật trong hộp nhé. Wow, con vật nào màu đỏ vậy ta? Xem nhá. Wow, một bé cáo đó nha cả nhà ơi. Nhìn này, bé cáo này là một lính cứu hỏa. Nó cứu rừng và các cư dân khỏi hỏa hoạn. Tìm tên em nhá. Lại đây nào. À ha, cáo đỏ gạch. Mới nghe là thấy dũng cảm rồi. Màu của em đây, vòi chữa cháy. Ups, nhầm bên. Được rồi nè, có vẻ em hơi mệt nhờ anh bạn. Làm ơn, có ai không? Tớ đến cứu cậu đây chim nhỏ, chờ nha. Đừng sợ, đội trưởng cáo tới vì cứu cậu đây.
tôi đang đến cứu cậu đây. Chờ một chút nào, chim Hoàng Yến. Đừng lo, cứu hộ đây rồi. Bật lấy dây thừng đi. Chúng ta đã hạ cánh rồi chú chim nhỏ. Hấp hấp, hai hộp cuối nè. Tớ sẽ lấy cái này. Tất cả những đồ chơi đều tuyệt phải không cả nhà? Nếu bạn thích chúng thì hãy like ngay nhá. Chà chà, ai sẽ về team mình nữa đây ta? Tớ thấy móng và những sọc đen. Là hổ, chúng mình đã có một con rồi á. Em cũng cưng y như anh sinh đôi của em đó. Màu của em nè anh bạn nhỏ. Giữ cẩn thận với cái đuôi dài của em nhá. Ở đó đi hổ ngâu. Được rồi cả nhà, đây là hộp cuối cùng. Hồi hộp ghê, ai sẽ là con vật cuối cùng trong hộp? Mở ra để gặp bạn mới của chúng mình nào. À, không phải chuột, chúng mình đang tìm nhưng một chú cáo khác cũng rất tuyệt á. Đây là tranh và một chiếc bút. Đừng lo các bạn ạ, vì giờ chúng ta có hai chú cáo rồi đó. Chắc chắn mình sẽ tìm thấy bé chuột hiếm trong tập khác mà. Rồi, gia nhập bạn của em đi, đây là chỗ danh dự của cưng đó. Chà cả nhà ơi, chúng mình đã sưu tập được gần đủ đồ chơi rồi, chỉ cần tìm chuột nữa thôi. Nếu bạn muốn chúng tớ tìm thấy em ấy thì hãy like và đăng ký kênh của chúng tớ nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.